Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình UCC, một chiếc xe đạp giá rất là rẻ đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 5,9 triệu, và các bác được một chiếc xe với cấu hình full Shimano Atut, khung nhôm, toàn bộ phần sơn của chiếc xe là nguyên bản và xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Các bác có thể thấy trên hình toàn bộ tổng thể của chiếc xe thì khá là mới. À, rất là đẹp, những cái lớp sơn còn rất là bóng và mới. Chiếc xe được làm từ nhôm loại nhôm 6061. Đây. 6061 là một loại nhôm có cái độ bền nó rất là tốt và cái độ chống bào mòn rất là cao. Sử dụng chuyên dụng cho khung xe đạp. Có màu trắng pha với cả xám, rất là thể thao và đẹp mắt. Được sử dụng full một bộ group chuyển động Shimano Atut. Cũng tương đối là cao cấp trong cái tầm giá 5,9 triệu em đang bán tại cửa hàng. Ghi đông của chiếc xe thì trang bị bộ tay bấm Shimano với 8 speed ở đây. Ở bên này là 3, người tương ứng với cả là 8 tầng líp, 3 tầng đĩa. Con xe có 24 tốc độ khác nhau, cộng với cả bộ phanh dầu của Techo. Vành bánh là 26 inch với Shimano. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 45 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt 55 cm, thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Sử dụng bộ lip 8 tầng và 3 tầng đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất mượt mà, các bác có thấy trên hình. Sử dụng bộ group chuyển động Shimano Atut với 8 lip 3 đĩa cho 24 tốc độ. Chuyển động thì các bác thấy trên hình, vô cùng là mượt mà. Rất mượt mà. Thì giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video chỉ có là 5,9 triệu cho một chiếc xe đạp địa hình UCC khung nhôm và cấu hình rất là cao. 5,9 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Gặp lại các bác trong video lần sau.